Chào anh em, mình là Kính Cận đây. Trên tay mình đây là cái chiếc Nokia C1, chiếc smartphone giá rẻ nhất của Nokia, vừa được mở bán ở Việt Nam với mức giá là 1.390.000 đồng. Và mẫu máy này thì hiện tại được bán độc quyền trên trang web Thế Giới Động. Và sáng nay thì mình đã chạy ra mình mua một chiếc để mình có thể trên tay và chia sẻ chi tiết cùng anh em trong video này nhé. Em thấy là cái chiếc Nokia C1 này vẫn được đóng gói giống như là các mẫu máy khác quen thuộc của Nokia. Phía trước thì chúng ta sẽ có hình ảnh của chiếc Nokia C1 cũng như là cái biểu tượng đôi bàn tay chạm vào nhau. Và cái mẫu máy này được Thế Giới Động họ nhập vào kho là vào ngày 11 tháng 12. Và cái chiếc máy này sẽ có hai phiên bản màu, đó là màu xám và màu đỏ. Tuy nhiên thì mình thấy là ở Việt Nam hiện tại mới chỉ có bán phiên bản màu xám thôi. Ở đây thì anh em thấy là cái ngày sản xuất của máy là 13 tháng 1 2020 nè. Phía sau hộp máy thì chúng ta sẽ có một số thông tin nữa. Anh thấy là màu đỏ này rất là nổi bật. Và chiếc Nokia C1 đang chạy cái phiên bản Android 9 Pie. Đây là cái phiên bản Android Go Edition. Đây là cái phiên bản rút gọn dành cho các máy mà cấu hình thấp. Và cái chiếc máy này chúng ta sẽ có cái màn hình, đó là kích thước là 5.45 inch và cái tỷ lệ là 18.9. Và cái chiếc máy này có cái mức dung lượng pin là 2500 mAh. Và máy sẽ có RAM là 1GB, bộ nhớ trong là 16GB. Ngoài ra thì có thể mở rộng thông qua cái thẻ nhớ micro SD lên đến 64GB. Và chiếc máy này sẽ có camera trước cũng như là camera sau là đều là 5MP và có hỗ trợ cái cô trợ lý Google Assistant. Nó anh thấy là đây là một cái chiếc máy ở phân khúc giá rẻ nên cái thông số cấu hình nó cũng cơ bản thôi. Giờ đây thì mình sẽ mở hộp để chia sẻ cùng anh em chi tiết. Còn ở đây thì mình thấy là trong cái bộ sản phẩm thì họ có để là khóa mở SIM. Nhưng mà theo mình biết là cái chiếc máy này là cái nắp pin có thể tháo rời thì sẽ không có khóa mở SIM. Cái này là ở in dư nè. Cái chiếc máy này thì mình mới chạy ở Thế Động mình ghé mình mua và nó còn nguyên siêu luôn. Khi mở hộp ra thì anh em thấy đây là cái chiếc Nokia C1 của chúng ta. Và cái chiếc máy này thì tuy là nó có một kích thước màn hình lớn, tuy nhiên mình cái cảm giác mình cầm trên tay mình thấy nó rất là nhỏ gọn luôn. Kế đến thì chúng ta sẽ có một cái viên pin này dẹp nhưng mà nó có thiết kế khá là to. Nó có cái dung lượng đó là 2500 mAh. Thì có thể nói thì cái mức dung lượng này không phải là quá cao, tuy nhiên thì thực tế để mình sẽ sử dụng và mình sẽ trải nghiệm để xem là cái mức dung lượng pin này anh em sẽ sử dụng được bao lâu. Ngoài ra thì bên trong thì chúng ta sẽ có thêm nữa là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Kế đến thì bên trong chúng ta sẽ có một cái sợi cáp micro USB và chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Củ sạc này là 5V 1A. Tuy nhiên thì cái củ sạc này mình không thích. Củ sạc này mình cảm giác nó giống như là những cái máy giá rẻ bên Trung Quốc vậy. Thường thường trước đây những cái máy giá rẻ của Nokia thì họ vẫn sử dụng cái sạc chung trước giờ của Nokia, nhìn nó rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì tùy theo cái mức giá tiền mà chúng ta sẽ có cái công suất đầu ra nó khác nhau. Tuy nhiên thì đây là một cái củ sạc mình không thích lắm. Mình cảm giác nó hơi, nhìn nó hơi rẻ tiền. Cảm giác đầu tiên khi mình cầm trên tay cái chiếc Nokia C1 này thì nó là mình gợi nhớ đến cái chiếc Nokia 2 đã được Nokia ra mắt năm 2017. Nhất là cái phần nắp lưng mặt phía sau này em thấy là chúng ta sẽ có cái cụm camera cũng như là logo, nó đặt giống như là cái chiếc Nokia 2 luôn. Tuy nhiên thì cái chiếc Nokia 2 thì nó có cái khung viền là kim loại, còn cái chiếc này là khung viền nó là cái phần nắp lưng luôn là nhựa polycarbonate nha anh em. Rồi bây giờ đây thì mình sẽ mở ra và mình sẽ gắn pin vào, mình sẽ thử cho anh em xem. Thì anh em thấy là cái phần nắp pin bên đây thì chúng ta sẽ có một cái khớp nhỏ để đây là cái nơi để anh em đặt tay vào và anh em nhấc cái nắp pin ra cũng rất là dễ thôi. Đây là cái phần nắp lưng của máy, thì mình thấy là cái phần nắp lưng này nó làm cái lớp nhựa này, là cái lớp nhựa này nó hơi sần, nó không có bóng. Mình thích cái loại nhựa như thế này thì anh em cầm nó sẽ bám tay cũng như là nó sẽ ít để lại dấu mồ hôi vân tay hơn. Và cái nắp lưng này mình thấy là nó cũng khá là dẻo luôn. Và cái kết cấu những cái phím bấm này nó làm cũng giống như là các dòng Lumia trước đây. Ở đây là phần bên trong của máy, anh em thấy là ở dưới chúng ta sẽ có thông tin. Thì đây là máy 2 SIM nên chúng ta sẽ có hai số IMEI. Ở trên thì chúng ta sẽ có bên trái là đây là vị trí SIM 2 nè. Bên phải ở trên cùng chúng ta sẽ có vị trí SIM 1 và kế ở dưới thì chúng ta sẽ có vị trí thẻ nhớ micro SD. Rất là đơn giản thôi. Đây là cái chiếc máy sau khi mình đã gắn pin vào thì mình cầm mình thấy nó đầm tay hơn, tuy nhiên thì nó vẫn nhẹ hơn so với cái chiếc Nokia trước đây. Nhờ đó là cái viên pin nó có dung lượng nó nhỏ hơn và mình thấy là cái thiết kế nó mỏng hơn, nó gọn hơn cái chiếc Nokia 2.
đã được ra mắt năm 2017, thì mình nghĩ đây là một trong những cái chiếc điện thoại giá rẻ cũng rất là tiện dành cho những bạn hay là cô chú ông bà lớn tuổi, thì dùng một cái chiếc máy nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có thể bỏ túi hay là cầm mang theo nó cũng tiện hơn. Anh em thấy là mình vừa mở máy lên và mình đã cài đặt thì máy nó báo là có bản cập nhật hệ thống, thì anh em nên cập nhật trước để chúng ta sử dụng máy được ổn định hơn, tại vì trong cái quá trình mà sản xuất máy có đôi khi là có những cái bản cập nhật nó sẽ chưa phát hành kịp, cho nên sau khi mua về nếu anh em kiểm tra anh em thấy là có những cái bản cập nhật mới nào thì anh em nên cập nhật xong xuôi hết rồi chúng ta sẽ trải nghiệm máy nó sẽ ổn định hơn nhé. Sau một cái thời gian khá là dài để mình chờ cái chiếc Nokia C1 này cập nhật lên cái phiên bản phần mềm mới, và cũng như là mình vào cái Play Store mình cập nhật hết các ứng dụng lên cái phiên bản mới nhất, thì đây là cái giao diện chính của cái chiếc Nokia C1. Thì anh em thấy là cái giao diện cũng rất đơn giản, giống như là các mẫu máy Android One khác mà anh em đã xài qua, thì em thấy là đây là cái phiên bản Android Go, một cái phiên bản rút gọn dành cho các máy cấu hình thấp. Thì anh em thấy là hôm nay chúng ta sẽ cài sẵn một cái số ứng dụng Go, như là chúng ta sẽ có Go Assistant, rồi Google Go, YouTube Go hay là Gmail Go. Thì đây là những cái ứng dụng nó tùy biến lại nhẹ hơn, dung lượng ít hơn cho các máy cấu hình thấp. Và mình sẽ vào phần cài đặt để anh em xem. Thì trong cái phần cài đặt này em thấy là sau khi mình đã cập nhật hết lên đó, thì bộ nhớ máy còn trống là 11.22GB. Bộ nhớ máy này là 16GB. Thì với một cái chiếc máy cơ bản và giá rẻ như thế này thì cái bộ nhớ còn trống như thế này là cũng chấp nhận được. Và phía dưới em thấy là chúng ta sẽ có ba cái phím điều hướng của Android. Rồi bên cạnh trái thì em thấy là chúng ta sẽ có một cái phím để anh em có thể gọi nhanh cô trợ lý ảo. Thì mình bấm một cái thì sẽ kích hoạt cô trợ lý ảo. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ, đó đây là cái phiên bản Go, cho nên cái cô trợ lý ảo này chưa có nói được tiếng Việt, chỉ nói tiếng Anh hoặc là một số ngôn ngữ khác thôi. Còn so với cái phiên bản Android tùy biến hay là Android One thì cái phiên bản cái cô trợ lý ảo này đã có phiên bản tiếng Việt rồi. Tuy nhiên thì cái phiên bản Go này hoặc là các máy mà đang chạy cái hệ điều hành iOS á, thì có cô trợ lý ảo, tuy nhiên thì nó không có nói được tiếng Việt. Đó là một cái điểm hạn chế mình thấy là trên cái phiên bản này. Và cái phím bên trái này để anh em gọi nhanh cô trợ lý ảo thì anh em có thể vào cái phần cài đặt, anh em có thể tắt cũng được, nếu anh em cần thì anh em để, hoặc là anh em sẽ vào trong cái cài đặt anh em tắt. Thì anh em có thể vào đây, vào cái phần cài đặt này và anh em kéo xuống cái phần dưới này thì anh em sẽ thấy trong đây nó có cái phần tắt nè, anh em có thể tắt được, nếu mà anh em không sử dụng thì anh em có thể tắt cái phím trợ lý ảo này đi. Rồi bên dưới thì anh em thấy là chúng ta sẽ có cái cổng sạc micro USB và một cái vị trí micro. Tuy nhiên thì một cái điểm trừ trên cái chiếc máy này đó là cái vị trí này nó không đặt thẳng hàng. Tuy nhiên thì đây là một cái chiếc máy ở cái phân khúc giá rẻ cho nên cũng chấp nhận được. Bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng, thì các phím bấm này mình thấy là nó bấm êm, cái độ này phím cũng tốt. Trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ có cổng tai nghe 3.5mm. Về màu sắc chi tiết hiển thị khi mà anh em duyệt web hay là anh em xem YouTube, thì trong tầm giá này mình thấy là cái chiếc Nokia C1 này thể hiện được. Có một điểm mà anh em lưu ý khi xem YouTube đó là với cái ứng dụng YouTube Go đó, thì khi anh em xem anh em không thể chạm tay vào anh em mở full màn hình được, mà hai bên nó vẫn có hai cái phần đen hai bên. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây là một cái ứng dụng sắp tới sẽ cập nhật và nó sẽ hỗ trợ full màn hình, nên anh em muốn xem YouTube mà ngon thì anh em sẽ cài cái ứng dụng YouTube bình thường chứ không phải là YouTube Go. Chiếc máy này mình đã có cài thử cái mở khóa bằng khuôn mặt và mình sẽ thử cho anh em xem nhé. Đó, anh em thấy là nó sẽ mất một cái khoảng thời gian ngắn để mở khóa màn hình. Và anh em thấy là đây là cái chiếc máy ở phiên bản giá rẻ cho nên cái cạnh trên cũng như cạnh dưới chừa còn khá là dày. Tuy nhiên thì ở cái phân khúc giá này thì chấp nhận được. Phía trên thì em thấy là bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cái logo Nokia đặt rất là tinh tế và nhỏ bên góc phải, rất là quen thuộc trước giờ của Nokia. Kế đến thì chúng ta sẽ có một cái camera trước 5 megapixel, ở giữa là chúng ta sẽ có dải loa thoại. Đặc biệt ở chiếc máy này là bên cạnh trái anh em sẽ ngoài cái vị trí cảm biến thì anh em sẽ còn có một cái đèn lát trợ sáng để dành cho anh em có thể selfie. Phía dưới thì chúng ta sẽ có ba phím điều hướng của Android. Và cái chiếc máy này hiện tại nó đang chạy cái phiên bản Android 9 Bay, phiên bản Android Go. Và chiếc máy này vẫn được hỗ trợ cập nhật phần mềm 2 năm và cập nhật phụ mật lên đến 3 năm. Và có một cái điểm thú vị trên cái chiếc Nokia C1 này thì đang có chương trình khuyến mãi, đó là khi anh em mua anh em sẽ được
một cái gói bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Mình có hỏi về cái chương trình bảo hành này thì nghĩa là nếu anh em mua chiếc máy này ở Thế Giới Động 1 tháng đầu tiên 30 ngày, nếu mà lỗi thì Thế Giới Động họ sẽ 1 đổi 1 đổi mới cho anh em. Tuy nhiên thì qua tháng thứ 2 trở đi, trong vòng 12 tháng đó thì có lỗi thì trung tâm bảo hành của Nokia họ sẽ kiểm tra và sẽ đổi cho anh em. Thì mình nghĩ với cái chương trình 1 đổi 1 này rất là hay, nếu mà chẳng may chúng ta mua máy về mà gặp lỗi thì anh em sẽ được đổi máy mới mà không phải sửa. Thì đây là một cái điểm cộng ở cái chương trình này. Còn đây là giao diện camera của chiếc Nokia C1. Thì đây là một cái chiếc máy giá rẻ cho nên em thấy là cái giao diện camera này nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không có nhiều cái tùy chọn đâu. Tuy nhiên thì cái phần camera này mình sẽ gửi đến em trong một cái video sau nhé. Về mặt sau của chiếc Nokia C1 này thì nó rất giống cái chiếc Nokia 2 đã ra mặt năm 2017. Chúng ta sẽ có phần ở trên nè, chúng ta sẽ có một cái camera sau 5 megapixel, kế đến là chúng ta sẽ có một cái đèn LED trở sáng giữa là logo Nokia cũng như là cái loa ngoài sẽ đặt ở mặt sau và bên cạnh trái. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái gờ nhô nhỏ để khi mà anh em đặt trên một cái mặt phẳng thì cái âm thanh của loa nó vẫn phát ra được. Và cái mặt lưng phía sau này thì là một cái lớp nhựa, thì nhựa này nó hơi nhám, nó không phải là nhựa bóng. Thì đây là một cái điểm cộng trên chiếc máy này. Tuy nhiên thì cái mặt lưng này thì anh em cầm nó vẫn bám hồ hô dấu vân tay. Tuy nhiên thì mình thấy là nó sẽ ít trầy xước hơn so với nhựa bóng, cũng như là nó ít bám hồ hô dấu vân tay. Nói về cái thiết kế phần cứng thì mình thấy là cái chiếc Nokia C1 này vẫn cứng cáp chắc chắn luôn. Và cái phần nắp lưng này khi mà đóng vào thì mình bóp thì mình không thấy có cảm giác hộp ẹp. Nó chắc chắn và nó cũng rất là mạnh mẽ luôn. Tuy nhiên thì đây là một cái chiếc máy ở phân khúc giá rẻ, cho nên anh em thấy là cái phần khung viền với cái phần màn hình ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái đường nối ở giữa giống như là nhiều smartphone khác. Và mình gờ thì mình thấy là nó hơi có cảm giác, nó hơi khựng nhẹ chứ nó không phải là liền mạch trơn tru như những dòng máy tầm trung của Nokia. Còn nói về cái trải nghiệm thực tế sau khi mình mở hộp ra và mình có sử dụng được vài tiếng thì mình thấy là đây là một cái chiếc máy giá rẻ, cho nên thực tế trải nghiệm anh em thấy là khi anh em mở các ứng dụng hay là anh em mở những cái trình duyệt á thì anh em thấy là nó sẽ có độ chậm. Tại vì đây là một cái phân khúc giá rẻ và cái cấu hình nó cũng ở mức thấp thôi, cho nên mình nghĩ đây là phù hợp với những bạn sinh viên, học sinh hay là những bạn mà trước đây dùng những dòng máy phổ thông mà muốn mới lên những cái dòng máy smartphone mà chúng ta muốn cái chi phí rẻ hơn, hoặc là dành cho những cô chú ông bà lớn tuổi thôi. Còn mình nghĩ là với những anh em đã dùng những dòng smartphone tầm trung hay là cao cấp rồi mà anh em quay xuống dùng thì anh em sẽ không quen, hoặc là nó phù hợp cho anh em làm một cái chiếc máy phụ thì nó sẽ ổn hơn. Còn chi tiết hơn thì mình sẽ sử dụng nhiều hơn và mình sẽ gửi đến anh em trong những cái bài đánh giá sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi và anh em đừng quên like, share để chia sẻ cùng bạn bè, cũng như là đăng ký kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ để theo dõi thêm nhiều video mới nhé. Sắp tới thì mình sẽ tìm những cái chiếc máy ở những cái thương hiệu khác mà cùng phân khúc giá này và mình sẽ so sánh với Nokia C1 để cho anh em tham khảo thêm.